Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới của chúng con hôm nay tha thiết chắp tay cầu nguyện cho mùa hoa vô u trở lại trong lòng người. Nhân loại của chúng con đã đau khổ nhiều vì hận thù, vì cố chấp và thiếu hiểu biết. Xin cho đóa hoa U Đàm Bát Lát năm xưa xuất hiện lại trên quê hương của chúng con, vốn đã rách nát vì hận thù chiến tranh, vì ý thức hệ. Đức Phật dạy, nếu thấy hoa nở nên nguyện chúng sanh chốn thông các pháp như hoa đua nở, hương thơm phượng phất U Đàm hoa nở, ứng cúng mười phương phước tốt tự tại. U Đàm Bát Nhã trăm sen báo thanh tịnh, liền đăng trước Phật Đà mười phương hiền thánh đều hoan hỷ, nguyện được khai tâm trí huệ hoa. Sau đây là phần dâng hoa cúng Phật của các em đoàn sinh gia đình Phật tử Quan Âm. Chúng tôi xin kính mời các em tiến lên đại điện dâng hoa cúng Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con chắp tay hướng về Ngài với tất cả niềm tin. Lạy Phật, xin cho chúng con đừng vụng về dại dột mà gây thêm khổ đau cho nhau. Cho nước mắt của chúng con hôm nay tươi xuống gốc cây tình thương, để cho cây tình thương ngày mai mọc lên tươi tốt khắp mọi nơi. Xin cho chúng con có đủ trí tuệ, sáng suốt để đừng đi sâu vào cuộc tương tàn, tương sát. Cho chúng con biết nhìn nhận nhau, cầm lấy tay nhau mà dựng lại cuộc đời. Đức Phật ra đời, dưới mỗi bước chân đều có hoa sen đón đỡ. Sự hiện hữu của hoa sen, đó là một dự kiện Đức Phật muốn nói cho mọi người biết rằng cái gì đó là Phật tánh, là cái sẵn có trong mỗi con người. Một hoa sen được vươn lên và nở trong bùn lầy, và biến chất bùn lầy thành hương thơm lan tỏa. Cũng vậy, Đức Phật là một con người như bao con người sanh ra trong cuộc đời, nhưng luôn không bị cuộc đời làm đắm nhiễm mê hoặc. Với hoài bão đó, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường Ngài đã đi qua, đã tu tập, đã chứng ngộ và được giải thoát Niết Bàn. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm mừng Phật đản, hình ảnh của Đấng Từ Tôn qua khối trầm sông tỏa vẫn là nụ cười trầm tĩnh uy hùng. Vẫn là cái nhìn khoan dung từ ái, biểu lộ một tình thương rộng lớn bao la. Chúng ta những người con Phật hãy luôn trân trọng hành trì và vâng giữ giáo pháp của Đức Từ Phụ để lại, thể hiện qua sự kiên trì nỗ lực bằng phương tiện chiếc bè tam học giới định tuệ, cùng với tinh thần và hạnh nguyện tác Như Lai sự, hành Như Lai sứ, thay mặt Phật tuyên dương giáo hóa, đem ánh sáng chánh pháp soi rọi vào trong nhân gian, từng bước vươn lên và hài hòa với những thiện duyên của nền văn hóa mới, con người mới trong thời đại ngày nay. Dù đã tịch diệt cách đây hơn 20 thế kỷ, nhưng lúc nào và bao giờ Đức Phật cũng luôn hiện hữu trong tâm và mỗi người con Phật. Chúng ta hàng đệ tử Phật hãy hướng về Đức Phật, thành tâm đốt nén tâm hương cúng dường Ngài đệ lễ, và cầu nguyện tăng già có nhiều bậc tu chứng, có sở đắc tâm linh để đạo Phật hiển hóa lợi lạc quần sanh. Có được như vậy mới báo đáp thâm ân trong muôn một công ơn của Đấng Từ Phụ. Đấng đã hiến mình cho tất cả và trở nên tất cả.